Tức là trang tiếp trang 22. Tức là bần cùng khốn khổ, giai tùng vọng tưởng sanh, nhược liễu thị tâm, đệ tương phiến miễn, đảng vô tác nhi tác, tức nhập Như Lai tri kiến. Tức là nghĩa là nghèo cùng khốn khổ đó đều từ vọng tưởng mà sanh, là nếu mà rõ là tâm thì lần lượt nghĩa là khích lệ nhau, chỉ không làm mà làm thì liền vào tri kiến Như Lai. Tất nhiên đây là tiếp cái đoạn trên, nghĩa là đoạn trên là nói về là người mà là nếu mà ngộ được cái thân tâm xưa nay thì không có những cái nhiễm tập, còn nếu mà từ thánh mà vào phàm á để mà thể hiện vào mọi cái thứ tạp loại thì là tự bị chúng sanh thôi, cho nên là thánh nhân là nghịch thuận đều được tự tại đó, tất cả nghiệp không có bó buộc được. Khi mà thánh mà thành đã lâu rồi thì có sức quay đức lớn, cho nên tất cả những cái loại nghiệp mà bị các ngài chuyển trên thiên đường địa ngục đều không có làm gì được, còn phàm phu thì mê mờ, cho nên là chẳng đồng với thánh nhân trong ngoài sáng tỏ. Thì ở đây cho nên là mới nói rằng những người mà gọi là phàm phu mà nghèo cùng khốn khổ đó thì đều là từ nó vọng tưởng mà sanh, còn nếu mà rõ được thấu được nơi cái tâm chính là tâm thôi chứ không gì khác đó, không có hướng ra bên ngoài đó để mà lần lượt mà phiên khích lệ nhau, nghĩa là chỉ cần cái căn bản là không làm mà làm đó thì ngay đó thì liền vào được tri kiến Như Lai. Thì như vậy sao mà gọi là nghèo cùng khốn khổ mà đều từ vọng tưởng sanh, đó là một cái ý nghĩa mà khiến cho mình phải nghĩa là soi trở lại đó. Bởi vì vọng tưởng sanh lên đó, là nó có mang theo cái gì? Nghĩa là thường thường gọi là vọng tưởng mà nó sanh đó, thì tất nhiên nó có mang theo cái ngã. Nghĩa là những cái tâm vọng tưởng mà nó sanh thì luôn luôn nó mang cái ngã. Bởi vậy cho nên rồi đã có cái ngã cho nên là luôn luôn là mong cầu. Mong cầu để cho thỏa mãn đó, thỏa mãn cái ngã, cái tôi này đó. Cho nên rồi đòi cái này, đòi cái nọ, cầu hoài để mà cho theo cái ý mình, tức là chiều theo cái ngã đó. Mà hãy mà bị ngăn lại thì liền buồn, mà liền tức. Cho nên rồi nghĩa là luôn luôn là thiếu thốn, cho nên đây gọi là nghèo cùng khốn khổ. Bởi vì đòi hoài, mà cái ngã là cái không thật, chỉ là cái gọi là cái khái niệm mình tưởng tượng mà chấp thôi chứ không có thật. Cho nên là cầu bao giờ cho thỏa mãn được. Cho nên càng cầu thì càng thấy thiếu hoài, cho nên gọi là nghèo cùng khốn khổ mãi. Do đó mà nói là từ vọng tưởng sanh thôi. Còn nếu rõ, thấu rõ là tâm đó, nghĩa là cũng là từ cái tâm, thì mình soi trở lại để mà phiên khích lệ nhau, để mà tu tiến đó, thì cái đó là cái khéo. Mà cái căn bản là không làm mà làm, thì ngay đó liền vào tri kiến Như Lai. Thì không làm mà làm là sao? Tức là đây, tức nghĩa là làm mà làm trong cái vô tâm, làm tất cả mà không có mang cái tướng ngã, làm mọi việc hết, chứ không có gọi là mình nghĩa là chối bỏ gì, nhưng mà làm tất cả mà không có mang một cái tướng ngã theo đó, thì tức nghĩa là làm mà không có cái ngã, thì đâu có cái chỗ mà để sanh tới, không có chỗ mà để lại dấu vết. Còn mình làm mà có mang theo cái ngã, cho nên rồi tức là có tạo nghiệp, có chỗ để sanh tới, có chỗ để mong cầu, cho nên rồi cứ nghĩa là coi như là thiếu thốn hoài. Còn ở đây làm mà không có cái ngã trong đó thì tất nhiên là không có chỗ để sanh tới, cho nên làm mà vô tâm thì liền hợp với tri kiến Như Lai. Cho nên gọi là trong nhà thiền gọi là hàng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, cũng như suốt ngày nói năng mà chưa động môi lưỡi đó. Tất nhiên là làm tất cả mà không có sanh tâm, không có dính vào cái gì hết, thì nghĩa là trong mọi việc làm đều hợp với tri kiến Như Lai hết. Thì cái đó là mới là cái chỗ sống chân thật của nhà thiền. Sơ phát tâm nhân, thần thức tổng bất định, nhược mộng trung tầng kiến dị cảnh, triếp bất dụng nghi, giai thị tự tâm khởi cố, bất tùng ngoại lai,
mộng nhược kiến quang minh xuất hiện, quá ư nhật luân, tức dư tập đốn tận, pháp giới tánh hiện, kiến tức là hiện, nhược hữu thử sự, tức thị thành đạo chi nhân, di tự tri bất khả hướng nhân thuyết, hoặc tỉnh viên lâm trung hành trụ tọa ngọa, nhãn kiến quang minh, hoặc đại hoặc tiểu, mạc giữ nhân thuyết, dược bất đắc thủ, diệt thị tự tánh quang minh, hoặc dạ tỉnh ám trung hành trụ tọa ngọa, nhãn đổ quang minh, giữ trú vô dị, bất đắc quái, tịnh thị tự tâm dục minh hiển, hoặc dạ mộng trung kiến tinh nguyệt phân minh, diệt tự tâm chư duyên dục tức, diệt bất đắc hướng nhân thuyết. Còn thuyết mộng nhược hôn hôn du như âm ám trung hành, diệt thị tự tâm phiền não chướng trọng, diệt tự tri. Tức là người mà mới phát tâm á, thì thần thức thải chẳng có gọi là ổn định, cho nên nếu mà ở trong mộng thường thấy những cảnh lạ thì cũng chẳng có nên mà nghi ngờ, đều là tự tâm mà hiện khởi, chẳng có từ ngoài đến. Nếu mà mộng thấy ánh sáng xuất hiện, tức là hiện ra đó, sáng hơn cả mặt trời, thì tức là cái dư tập nó chống dứt, tánh pháp giới sẽ hiện. Nếu mà có cái việc này thì tức là cái nhân để thành đạo chỉ tự biết thôi, chẳng có thể mà nói với người. Hoặc là ở trong mà vườn cây vắng lặng, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy ánh sáng, hoặc là lớn hoặc là nhỏ, thì cũng chớ nói với người, chẳng có được mà chấp lấy, cũng là cái ánh sáng từ tự tâm. Hoặc là ở trong đêm tối vắng lặng, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy ánh sáng, tức là mắt thấy ánh sáng mà không khác với ban ngày, thì cũng chẳng được cái làm lạ, điều là tự tâm nó sắp sáng tỏ. Hoặc là ở trong ban đêm, ở trong mộng thấy trăng sao rành rẽ, cũng là các duyên ở nơi tự tâm nó sắp dừng, cũng chẳng được nói với người. Còn nếu mà mộng mờ mờ, giống cũng như là đi ở trong bóng tối, thì cũng là những phiền não chướng của tự tâm nó nặng nề, thì cũng tự biết thôi. Đây là những cái đoạn mà nói về người tu đó. Trong khi tu thì nhất là người mới, thì những cái thần thức nó chưa có được an định đó, cho nên nó có những cái gọi là những cái tướng mà nó hiện ra trong mộng. Cho nên nếu mà trong mộng mà thường thấy những cảnh lạ thì mình cũng không có lấy làm lạ, tức là không có chấp vào những cái tướng ở trong mộng đó, mà phải luôn luôn là phải nhớ để mà soi trở lại. Có những cái tướng gì hiện ra thì cũng đều là tự tâm mà nó hiện khởi thôi, tức là ngoài tâm không có một cái pháp thật. Luôn luôn là mình soi trở lại tự tâm đó là chính. Chứ còn nếu mà thấy ở trong mộng nó hiện ra những tướng này tướng khác rồi, cái thì mình nghĩa là bám vào đó rồi để mà suy nghĩ thế này thế kia, thì đó là dính vào cái cảnh mộng. Cho nên ở đây thì nói rằng, nghĩa là nếu mà thí dụ như ở trong mộng mà thấy ánh sáng nó hiện ra mà nó sáng hơn cả mặt trời, thì đó là cái coi như là cái triệu chứng mà những cái tập khí nó còn dư thừa đó, nó sắp hết chống dứt, là nghĩa là cái tánh pháp giới nó sẽ hiện, tức là sắp mà sáng tỏ. Thì như vậy có những cái việc như vậy đó thì biết rằng cái tâm mình nó sắp sáng tỏ thôi. Thì như vậy đó là cái nhân gọi là sắp thành đạo, thì chỉ thầm tự biết để mà rồi cứ âm thầm mà tu tiến, chứ không có nên nói với người. Cái đó là cái phải nhớ. Bởi vì nếu mà nói với người á, tức là thí dụ như mình thấy được những cái tướng hay như vậy, cái đi nói với người, phe với người khác, tưởng đâu là mình nghĩa là được cái gì đó, thì đó là cái bệnh. Mà đó cũng tức là nó còn dính vào cái cảnh. Còn đây thấy những cái cảnh đó thì mình cũng cho như đó là những cái coi như là hiện tướng, là những cái mà gọi là từ tâm mà nó hiện, những cái do những cái trạng thái tâm nó chuyển biến mà nó ứng hiện ra cho thôi. Thầm tự biết thì để mà tu tiến thì nó tốt. Thì đó là cái mình phải biết để khéo. Hoặc thì đây là để mình kinh nghiệm ở trong cái nội tâm của mình, nó ứng hiện ra những lúc ở trong mộng, để biết cái sự tu tiến của mình. Cũng như là
ở trong mà thí dụ vườn cây nó vắng lặng rồi đi đến ngồi nằm đó, ở trước á là ở trong mộng mà thấy mặt trời ánh sáng nó sáng hơn mặt trời, còn ở đây là coi như là lúc mà mở mắt không, tức là lúc mà coi như là tỉnh á, nhưng mà ở trong vườn cây vắng lặng mà mình thấy ánh sáng hoặc lớn hoặc nhỏ đó, thì cái đó cũng là cái ánh sáng của tự tâm, nơi tự tánh nó hiện thôi, chứ còn cũng không phải là cái gì khác, chứ không có nên chấp trước cho là mình đắc đạo hay gì đó, thì cái đó là cái mê lầm. Mà những cái này á thì mấy mình đệ mà có kinh nghiệm rồi thì có những cái trường hợp, ví dụ như mình mà tâm mà nó chuyên chú nhiều á, chuyên chú một chỗ mà lâu á thì nó cũng phát sáng vậy thôi. Cho nên có khi mà ngồi thiền tâm mình nó chuyên chú, mắt nó không có động gì đó chỗ, thì có khi thì thấy ở trước như nó phát sáng lên, thì cái đó là do tâm nó chuyên chú vậy thôi, chứ không gì lạ hết, thì không gì phải làm lạ. Thì cứ bình tĩnh để mà tu tiến thì nó tốt, còn cứ nghĩa là nghi ngờ không biết sao sao đó thì tâm nó bất an, bất an thì nó chao động, đó là không tốt. Cho nên những cái này là những cái mà nó cũng bình thường, không gì khác hết. Kinh nghiệm, những vấn đề mà có kinh nghiệm rồi thấy rõ những cái này. Thí dụ như ngày xưa cái lúc mà những cái lúc mà tu mà nó mạnh chuyên chú đó, thì những cái này tôi thấy cũng nó thường thôi, không có gì lạ. Có khi mà tâm mà nó chuyên chú nhìn vào một chỗ hoài á, thì chỉ là thấy nó trước nó phát sáng lên nè. Cái gì có những lúc mà không cần mình ngồi thiền đó, ngồi bình thường thôi, nhưng mà tâm mình nó cứ chuyên vào một chỗ á, thì nghĩa là như là có lần, những lần mà ngồi mà nghe Hòa Thượng giảng đó, nghe Hòa Thượng giảng là tôi chỉ ngồi nghe mà cứ nhìn lên Hòa Thượng thôi, mà nhìn thẳng vậy mà không có nghĩa là nhìn đây nhìn kia, tâm nó chuyên chú một chỗ vậy đó, thì có khi thấy cả phòng nó sáng ngời lên nữa. Chuyện đó là đơn giản, không có gì lạ hết. Cho nên biết những cái đó thì mình thấy không gì lạ hết thì thôi, chứ còn đi hoặc là thấy như vậy là có phe thế này thế kia rồi đó, mình được cái này được cái kia rồi đó, thì cái đó là cái bệnh, phải biết rõ cái điều đó. Đó là trong cái lúc mà gọi là mở mắt mà cũng thấy ánh sáng, phải không? Còn đây là trong cái lúc mà đêm, ban đêm, tối, vắng lặng, mà đi đứng ngồi nằm đó, mắt thấy ánh sáng, mà sáng như ban ngày, tới cùng với ban ngày không khác, thì cái chuyện đó cũng không có gì lạ. Nghĩa là trong cái đêm tối, mà mắt thấy sáng cũng như ban ngày, thì như vậy cũng không có gì lạ, cũng là tự tâm nó sắp sáng tỏ thôi. Thì như là mình biết như vậy, thì là cứ thẳng mà tu tiến, thì nó sẽ có kết quả tốt. Hoặc là trong đêm mà mộng thấy trăng sao nó rành rẽ, nghĩa là ở trong mộng đó mà mình thấy mặt trăng rồi những cái ngôi sao trên trời đó y như là cái lúc thức vậy đó, nó rành rẽ, nghĩa là không có gì khác hết, thì như vậy đó là để thấy rõ, đó cũng là một cái hiện tướng là cái tâm nó chuyển biến, nghĩa là những cái duyên ở nơi tự tâm nó sắp dừng, cho nên nó sáng tỏa, nó rành rẽ như vậy. Thì biết như vậy thì thôi, chứ không có gọi là phê phán gì. Nghĩa là phải nhớ kỹ, có cái hiện tướng gì đó đều là triệu chứng từ tâm mà nó biến hiện, chứ không có riêng thật có gì hết. Nghĩa là do cái trạng thái của tâm nó chuyển biến mà nó hiện ra. Cái điều căn bản là cốt là mình phải sáng được tâm, thấy được tánh, thì cái đó mới là cái chính thôi. Còn mọi những cái tướng trạng gì nó có hiện thì mình cũng không cần phải nghĩa là bận lòng lắm, bởi vì còn có cái tướng mà nó hiện ra đó thì tức là những cái tập khí nó cũng chưa có sạch, cho nên nó có còn có hiện vậy thôi, chứ cũng chưa phải là hay gì lắm. Đừng có thấy như vậy rồi cái tự kiêu căng, đó là cái bệnh, hiểu kỹ cái điều đó. Đó là nói về cái tướng tốt. Còn nếu mà trong mộng mà thấy mờ mờ bịch bịch á, không thì như vậy là để cho thấy rõ nghĩa là cái phiền não chướng nó nặng. Trong mộng mà thấy rõ ràng, thấy sáng suốt thì đó là cái triệu chứng mà nghĩa là tâm nó, những cái phiền não nó mộng, tâm nó sắp sáng tỏ. Còn thấy mà nó mờ mờ đó, thì cái đó là phiền não chướng nó nặng, thì càng phải sám hối, càng phải tu tiến thêm hơn nữa. Thì những cái điều này là mình thấy kiểm nghiệm lại để rồi mình tự biết để mà tu tiến thêm. Cho nên đây là những cái điều mà nói ra để cho mỗi người mà trong khi tu mình tự biết để không có lấy làm lạ, cũng như không có chấp trước. Nếu mà dược kiến bản tánh bất dụng, độc
kinh, niệm Phật, quảng học đa tri, vô ích, thần thức chuyển hôn, thiết giáo chỉ vị tiêu tâm, nhược thức tâm, hà dụng kháng giáo, nhược tụng phàm nhập thánh, tức tu nghiệp, dưỡng thần, tùy phận quá nhật. Nghĩa là nếu mà thấy bản tánh thì chẳng cần mà đọc kinh, niệm Phật, học rộng, biết nhiều vô ích, thần thức càng mờ tối. Nghe có lập bài giáo chỉ là vì nêu rõ tâm, nếu mà nhận biết tâm thì đâu dùng xem giáo. Nếu từ phàm mà vào thánh thì tức phải dừng nghiệp mà dưỡng thần, tùy phận qua ngài. Ở đây là nói rằng nếu mà thấy tánh thì chẳng cần mà đọc kinh, gọi là tụng kinh mà niệm Phật, học rộng biết nhiều, thần thức mờ tối. Như vậy tức là sao? Đây thì nhiều khi mình hiểu lầm, như là không cần phải đọc kinh niệm Phật. Nhưng mà đây nói rằng nếu mà thấy bản tánh đó, nghĩa là muốn nhắc mình phải có cái thấy vượt qua kinh giáo chữ nghĩa, nghĩa là phải sáng tỏ lại tự tâm. Chứ còn kinh giáo mà chữ nghĩa đó, thì đó là những cái gọi là những cái văn từ, những cái danh tự mà ghi chép lại thôi. Đó gọi là những cái nghĩa mà gọi là những cái nghĩa chết, chứ chưa phải là cái nghĩa sống. Mà mình phải có cái thấy mà vượt qua kinh giáo, vượt qua chữ nghĩa đó, thì cái đó mới là cái sống được. Phải hiểu được cái ý đó. Chứ còn chấp theo kinh giáo rồi học rộng biết nhiều, rồi lấy cái đó để mà tự cao á, thì đó là cái bệnh. Bởi vì đây mấy mình để thấy kinh giáo thì dù cho có những cái nghĩa lý hay trong đó, nhưng mà nếu mà mình không có soi sáng được thì những cái nghĩa lý đó nó cũng là còn ở trong chữ nghĩa thôi. Mà kinh giáo á thì đâu có ghi được, đâu có chép được cái mà đang thấy biết sáng ngời của mình đây. Kinh giáo đâu có ghi được. Thế như cái mà thấy viết của mình đây thì cái đó có ghi được đâu. Cho nên ghi lại là chỉ là những cái chữ nghĩa văn tự thôi. Do đó là mình phải có cái thấy vượt qua kinh giáo để mà sống dậy cái chân thật. Đó mới là cái chính. Cho nên đây nói kinh giáo đó là làm sáng tỏ tâm vậy thôi. Nghĩa là có lập bài những giáo pháp ra thì đều là để nêu rõ tâm. Như vậy thì mình phải thấy được tâm thì đó mới là cái chính. Còn chấp vào trong cái giáo rồi nghĩa là phân tích để mà cho hiểu thế này hiểu thế kia thì đó là cũng chạy ra bên ngoài. Cho nên đời mới trong trong kinh Hoa Nghiêm đó mới có cái câu chuyện mà gọi là có một quyển kinh mà trong đó ghi chép hết tất cả những cái việc mà ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Quyển kinh nó ghi chép hết những việc như vậy, nhưng mà quyển kinh đó là được nhét ở trong hạt bụi. Rồi cái người mà có trí á thì mới khéo thấy được như vậy, rồi mới đập hạt bụi lấy quyển kinh ra thì liền rõ hết những việc ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì như vậy đó, mà quyển kinh mà chép hết cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nhét trong hạt bụi sao nhét nổi. Cho nên như vậy để thấy rằng chỉ cho cái quyển kinh đó đó là nó nằm ở nơi tự tâm của mình, trong gì khác. Thấy trở lại tự tâm của mình, sáng trở lại cái đó, thì từ đó thì mình nhìn ra thì mình sáng tỏ được hết. Chứ còn bám chấp theo những cái chữ nghĩa thì cái đó là cái lầm, những cái chết trên cái chữ nghĩa. Cho nên đó là cái nhấn mạnh mình phải thấy trở lại. Còn nếu mà từ phàm mà vào thánh thì cần phải là dừng nghiệp dưỡng thần, tùy phần qua ngài. Thì chỗ này là chỗ mà cái chỗ sống, nghĩa là muốn chuyển, gọi là chuyển hóa tiến lên từ phàm vào thánh đó thì phải khéo dừng nghiệp để mà dưỡng thần. Cho nên chỗ này là chỗ mình phải chú ý để mà sống. Chính ngài Lâm Tế ngài cũng từng nói như sao, tùy duyên mà tiêu cụ nghiệp, thấy không? Nghĩa là tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm đó. Nghĩa là phải sống tùy duyên để rồi những cái nghiệp cũ nó tiêu hết mà không tạo thêm nghiệp mới. Đó là cái căn bản. Nghĩa là những cái nghiệp cũ cho nó hết, những cái nghiệp mới không có tạo thêm, không có thu vào thêm, thì như vậy nó mới là đạt đến cái chỗ mà là nó thật sạch để mà tự tại. Còn trong khi đó mình nhiều khi lầm lẫn, không? Nghĩa là cứ tùy duyên, nghe nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, nhưng mà rồi đó, tùy duyên mà rồi tiêu, không phải tiêu nghiệp cũ mà là tiêu sự nghiệp luôn.
Bởi vì nghe nói tùy duyên thì cứ tưởng là tùy duyên là cứ gặp duyên gì đó cứ tùy thuận hết. Nhưng mà sự thật cái tâm mình nó chưa được làm chủ, chưa được tự tại, cho nên là cái tùy duyên là bị duyên nó cuốn hết. Nhưng mà cũng nói là nói tùy duyên, cho nên cái đó là cái bệnh. Cho nên tùy duyên không có tiêu nghiệp cũ mà còn thêm nghiệp mới nữa, chứ nó quân nghiệp mới thêm. Cái nghiệp cũ chưa hết mà cái nghiệp mới đã thu vào nữa. Thu vào rồi cái thì lại người ngồi thiền để cho quên. Thì như vậy có phải là uổng công vô ích không? Nhưng mà mình thì nhiều khi là bị mắc kẹt cái đó. Tưởng đâu là tùy duyên là tự tại, nhưng mà không ngờ thêm cái mới. Rồi nghĩa là cứ tha hồ mà tạo nghiệp đó. Rồi bảo làm sao? Nghĩa là cứ tùy duyên cái tha hồ mà tạo nghiệp. Rồi cứ bảo là cái nghiệp tánh nó vốn là không. Thì có gì? Nà, thì cái đó gọi là cái mà ở đây gọi là nói dối, không? Vô ích, chỉ lừa mình thôi. Cho nên cái đó là phải khéo để mà biết để mà sống, chứ còn không có gọi là chấp kẹt theo cái danh từ cái chữ nghĩa. Cho nên cái nghĩa tùy duyên mà hiểu mà cho thấu đó không phải là đơn giản. Không phải tùy duyên là đụng cái gì gặp gì là cứ làm cái đó gọi là tùy duyên. Tâm mình mà gọi là nó còn nhiều cái gọi là bệnh, còn nhiều cái ham, nhiều cái thích mà tùy duyên cái đó là cái nguy. Vậy khi mà nó có cái thích trong đó là tất nhiên là còn có cái nghiệp trong đó. Mà có thích mà cái thuận theo cái thích của mình đó là nói cũng tùy duyên, thì cái đó là cái che mắt thiên hạ thôi. Phải hiểu được cái ý đó. Thì như vậy ở đây thì ngài nó phải khéo để mà dừng nghiệp đó, để mà nhược đa sân nhế linh tánh chuyển dự đạo tương vi, tự trám vô ích, thánh nhân ư sanh tử trung, tự tại xuất một, ẩn hiển bất định, nhất thiết nghiệp câu tha bất đắc, thánh nhân phá tà ma, nhất thiết chúng sanh đảng kiến bản tánh, dư tập chống đốn diệt, thần thức bất muội, tu thị trực hạ tiện hội, chỉ tại như kim. Tức là nếu mà nhiều nóng giận đó, thì khiến cho cái tánh nó càng trái, tức là khiến cho tánh nó càng trái với đạo, là tự lừa dối mình vô ích. Thánh nhân ở trong sanh tử, tự tại ra vào, ẩn hiện chẳng có nhất định, tất cả nghiệp bó buộc các ngài chẳng có được. Thánh nhân thì phá tà ma, tất cả chúng sanh chỉ thấy bản tánh thì dư tập và chống dứt, thần thức chẳng mờ. Cần phải ngay đó liền lãnh hội, chỉ ở ngay hiện nay đây thôi. Đây là nói rằng nghĩa là nếu mà cái nhiều cái sân hận thì cũng là cùng với tánh nó trái nhau thôi, chứ đừng có gọi là biện hộ. Có nhiều khi á mình nhiều cái nóng giận rồi cái thì biện hộ là nếu mà không có nóng, không có mà những cái mạnh như vậy đó thì nó yếu đuối rồi, thấy không? Phải có những cái như vậy thì nó mới có mạnh mẽ rồi, những cái mà gọi là biện hộ cho mình. Nhưng mà sự thật nếu mà Bồ Tát mà gọi là hiện tướng để mà đánh thức người á thì không có biện hộ, còn biện hộ là không phải thứ thiệt. Mà ở đây thì nói rằng nếu mà nhiều nóng giận thì đó là khiến cho cái tánh nó trái với đạo. Bởi vì sao? Nóng giận nhiều á thì cũng là cái ngã to thôi, phải không? Nó đụng tới thì nóng giận liền, cho nên là đó là cái ngã to thì mình phải biết để mà chuyển, để mà dừng, chứ còn không có phải biện hộ. Còn thánh nhân á thì các ngài sao? Ở trong sanh tử tự tại ra vào, ẩn hiện không có nhất định, các nghiệp thì không có bó buộc các ngài được. Nghĩa là sao? Nghĩa là đối với các bậc thánh nhân á thì các ngài đối với trong sanh tử hoặc là ra hoặc là vào hoặc là ẩn hoặc là hiện không có nhất định, không có cố định. Nghĩa là không có cố định một cái hình thức nào, cũng không có báo trước, cho nên là không có thể bám chấp vào một cái chỗ nào hết. Còn nghĩa là có một cái gọi là cố định, có một cái khuôn để cho người ta bắt trước đó, thì như vậy là chưa phải, khiến cho mình đừng có lầm lẫn. Bởi vì thánh nhân gọi là cái chỗ mà thánh nhân đi đó là không chỗ. Nghĩa là các ngài hoặc là ẩn hoặc là hiện hoặc là hình thức này hoặc là hình thức khác, nhưng mà không có nhất định, không có cố định một cái nào hết, không có để cho mình nghĩa là chấp vào một hình thức nào hết. Cho nên là có một vị tăng mà đến hỏi một thiền sư là thế nào là cái chỗ đi của thánh nhân từ trước đó,
Thì thiền sư đáp sao? Hoặc ở trên trời, hoặc ở nhân gian. Hỏi thế nào là chỗ đi của thánh nhân từ trước? Thì ngài đáp là hoặc ở trên trời, hoặc ở nhân gian. Nói vậy thôi. Hoặc ở trên trời, hoặc ở nhân gian là không có nhất định, không có cố định ở chỗ nào cho mình thấy hết. Chỗ thánh nhân đi là không có chỗ cho mình thấy. Còn có chỗ cho mình thấy đó, thì tất nhiên là còn kẹt ở trong cái gọi là chỗ nơi, thì còn nằm ở trong sinh diệt. Còn chỗ thánh nhân đi là mình không có chỗ để mà thấy, tức không có chỗ cố định, không có đi qua mà không có để lại dấu vết đó. Thì mới thật là có chỗ thánh nhân đi à. Còn mình đi mà còn có chỗ mà để lại cho thấy đó, thì đó là còn dấu vết. Cho nên hiểu như vậy thì mới thấy được ý nghĩa mà thánh nhân mà có hiện ra đời, thì nghĩa là không có nhất định, cho nên mình không có gọi là bắt chước. Nghe nói là Bồ Tát nhiều khi cũng là hiện những cái tướng là sân, hoặc là hiện những cái tướng tham, hiện cái tướng tự tại đó, rồi nghe như vậy bắt chước theo những cái tướng đó, thì cái đó là cái bắt chước chứ không phải. Mà các ngài hiện ra là tùy duyên để mà độ một cái số người nào đó, thì ứng hiện ra như vậy, rồi qua đó thôi là ứng hiện cái khác, chứ không cố định một cái tướng nào. Còn mình bám chấp vào một cái tướng đó để mà bắt chước đó, thì cái đó là cái gọi là bắt chước để mà nuôi dưỡng thêm cái bệnh của mình, chứ chưa phải là cái thật. Phải hiểu kỹ được cái điều đó. Cho nên ở đây nó là thánh nhân gọi là ứng hiện mà các nghiệp đó, trói buộc các ngài không có được. Các ngài là phá tà ma, tất cả chúng sanh chỉ thấy bản tánh đó. Đây là cốt phải thấy bản tánh, thì những cái dư tập nó liền chống dứt. Cho nên mình không phải sợ cái gọi là cái dư tập, những cái tập khí thừa, nhưng mà cốt là thấy được bản tánh. Bởi vì thấy rõ bản tánh thì liền thấu suốt được những cái dư tập đó, cũng như quyển thôi. Thì như vậy là chỉ sống với cái chân thật đó, thì những cái dư tập đó nó tự dứt, chứ không có phải gọi là trừ dẹp. Còn là dụng công để mà trừ dẹp thì nó lại đem cái này dẹp cái kia, thì nó cũng còn có cái gọi là cái lấy bỏ trong đó. Cho nên ở đây là phải biết những cái dư tập là những cái tập khí đó còn thừa, cho nên là thấy thấu suốt được bản tánh, rõ được đó là những cái gọi là cái hơi hám thôi, nó không có cái thật thể như quyển này thôi, thì sống với cái chân thật thì những cái kia. Ở đây là cần nhất nữa là phải ngay đó liền lãnh hội, chỉ ở ngay hiện nay đây thôi. Đó là cái gọi là thiền mà gọi là sống động, thiền mà đốn giáo đó. Lãnh hội thì liền ngay đó liền lãnh hội, chứ không có chần chừ. Nghĩa là hội thì liền hội, chứ không có chần chừ, không có nghĩ ngợi. Thì cái chỗ này mới là cái chỗ gọi là bén nhạy, linh động của trong nhà thiền. Còn nghĩ ngợi thì nó rơi vào cái khuôn của cái tình thức. Cho nên là tổ Lâm Tế mà khi mà ngài tỏ ngộ ở chỗ ngài Đại Ngu rồi, ngài trình ngài Hoàng Bá, thì Hoàng Bá mới hỏi ông tới Đại Ngu sao, thì ngài mới thực lại tới Đại Ngu những cái chuyện mà đối đáp ở chỗ Đại Ngu đó. Thì ngài Hoàng Bá ngài mới bảo sao, ngài bảo rằng cái lão Đại Ngu nhiều lời, đợi đến đây người ta sẽ cho một trận đau điếng, thấy không? Thì ngay đó thì ngài Tâm Tế ngài nói sao, cần gì mà đợi đến, thấy không, ngay đây là chỗ ăn liền đó. Thì ngay đó ngài tống cho đạp liền đó. Cho nên đó ngài Hoàng Bá ngài nói như vậy đó để gạn lại cái chỗ thấy của ngài Lâm Tế, coi nó có phải là chân thật, nghĩa là xác đáng chưa. Cho nên nói ngài Đại Ngu nhưng mà ý là nhầm ngay ngài Lâm Tế đó. Cho nên nói ngài Đại Ngu là nhiều lời, đợi đến đây ta sẽ cho ăn gậy. Thì nếu mình nghe nói như vậy thì tưởng đâu là ngài nói với ngài Đại Ngu rồi đó, đợi đến rồi đó, thì như vậy là kẹt, bị ngài gạt. Còn ngài Lâm Tế ngài có chỗ thấy chân thật rõ ràng, biết như vậy rồi, cho nên ngài nói không cần gì phải đợi đến, ngay đây là cho liền, cho nên thẳng đây thôi. Đó, thì đó là cái chỗ thấy nghe là chân thật, nghe xác đáng. Rồi tiếp là dục chân hội đạo, mạt chấp nhất thiết pháp, tức nghiệp dưỡng thần, dư tập diệt tận, tự nhiên minh bạch, bất giả dụng công, ngoại đạo bất hội Phật ý, dụng công tối đa, vi bối thánh ý, trung nhật khu khu niệm Phật, chuyển kinh, hôn ư thần tánh, bất miễn luân hồi, Phật thị nhàn nhân, hà dụng khu khu quảng cầu danh lợi, hậu thời hà dụng đảng bất kiến tánh nhân, đọc kinh niệm Phật, trường học tinh tiến, lục thời hành đạo,
trường tọa bất ngoạ, quản học đa văn, dĩ vi Phật pháp, thử đẳng chúng sanh, tận thị bát Phật pháp nhân. Đó. Nghĩa là muốn chân thật lãnh hội đạo thì chớ có chấp tất cả pháp, dừng nghiệp dưỡng thần thì những cái dư tập nó cũng hết, tự nhiên sáng tỏa, chẳng có nhờ dụng công. Ngoại đạo chẳng có lãnh hội ý Phật, cho nên là dụng công rất nhiều mà trái với thánh ý, trọn ngày cứ nghe được rong ruổi nhọc nhằn niệm Phật tụng kinh mà nó mờ tối cái thần tánh, chẳng khỏi luân hồi. Phật là cái người nhàn, tức là người rảnh rang vô sự thôi, đâu có dùng, tức là đâu có cần nghĩa là rong ruổi nhọc nhằn để mà rộng cầu danh lợi thì về sau có dùng cái gì. Chỉ người chẳng thấy tánh thì đọc kinh niệm Phật rồi học mãi tinh tiến, sáu thời hành đạo, ngồi hoài chẳng có nằm, học rộng nghe nhiều, cho đó là Phật pháp, thì những chúng sanh này chọn là người chê bai Phật pháp. Đây ngài nói thêm, nghĩa là người mà muốn chân thật mà lãnh hội đạo á thì chớ có chấp tất cả pháp, mà hãy dừng nghiệp dưỡng thần thì những dư tập nó cũng hết, tự nhiên nó sáng tỏ, chứ không phải nhờ nghĩa là dụng công. Muốn lãnh hội đạo thì chớ chấp tất cả pháp, đó là cái chỗ mà mình phải nghĩa là chú ý. Muốn mà chân thật lãnh hội đạo thì chớ có chấp vào những tất cả pháp gì hết. Mà không chấp tất cả pháp tức là cái gì? Đó tức là vô trụ, đó tinh thần vô trụ, nghĩa là đi qua tất cả mà không dừng lại ở bất cứ cái gì hết. Thì như vậy thì liền nghĩa là lãnh hội đạo nó dễ dàng. Dừng nghiệp dưỡng thần thì những dư tập nó hết. Thì trong đây đó nghĩa là không phải nhờ dụng công, mà tức là sao? Tức là không có thêm những cái công phu mà nó tạo tác. Bởi vì nếu mà có công phu tạo tác thì nó cũng là thuộc về cái sinh diệt. Ở đây là cốt trở về cái vô vi, sống trở về với cái gọi là cái tự tánh sẵn đó, nghĩa là thượng tánh mà nó khởi dụng đó. Cho nên là không có nhờ gọi là dụng công, gia công để mà tạo tác. Do đó mà đây mới dẫn người mà ngoại đạo á, thì không có lãnh hội được ý Phật, cho nên dụng công nhiều mà trái với thánh ý. Ngoại đạo ở đây á, này không phải là chỉ cho những cái người mà thuộc về đạo này đạo kia, mà cũng chỉ luôn cả người trong đạo Phật nữa. Là, cho nên mới nói là chọn ngày mà gọi là rong ruổi nè, nhọc nhằn niệm Phật tụng kinh mà mờ mịt cái thần tánh thì cũng chẳng khỏi luân hồi đó. Thì như vậy tất nhiên là hướng ra bên ngoài, tìm ra bên ngoài, cho nên cũng gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo là chạy ra bên ngoài. Cho nên nếu mà người mà gọi là đạo Phật mà cũng là cứ lo hướng ở bên ngoài, chạy bên ngoài, thì trong đây với ngài nó cũng là ngoại đạo luôn. Thành ra ngoại đạo này nó không có cái gọi là cái ý gọi là chỉ trích những cái người đạo khác, mà đây là muốn cảnh tỉnh mình là phải sống sôi trở lại nơi chính mình, đó là cái gốc. Bởi vì nhiều khi là mình cứ bám vào những cái công phu đó đó, rồi nghĩa là cho là mình nghĩa là tu nhiều, tu nghĩa là hay, thì nhiều khi là sanh bệnh. Ví dụ như đây cứ niệm Phật, tụng kinh, rồi cứ hướng ra bên ngoài, chấp vào cái đó, nghĩa là tụng kinh nhiều, niệm Phật nghĩa là lắm, mà chấp vào những cái công phu đó, thì hoặc là chấp vào những cái công phu tu hành của mình, thì như vậy thì nó dễ sanh cái ngã mạn, cái kiêu căng. Nó thấy nghĩa là mình tu nhiều, tu hay, càng ngã mạn á thì càng thêm bệnh thôi. Rồi mình bảo là Phật là dạy như vậy, thì Phật dạy như vậy sao? Phật dạy mình thành bệnh hay sao? Cho nên đây mới gọi là như vậy, thì đó là chê bai Phật. Chính cái chỗ này mà trong Pháp Bồ Đàm Lục Tổ mới là quở ngài Pháp Đạt đó. Ngài Pháp Đạt mà đến Lục Tổ thì thay vì đến để mà thưa hỏi với ngài, nhưng mà cái buổi đầu đến cho nên rồi chưa có tin Lục Tổ lắm, cho nên đến mà lễ mà gọi như lễ dối dối vậy thôi, chứ còn chưa có hết lòng, cho nên lễ mà không có sát đất, cho nên tổ mới quở. Nghĩa là lễ là cốt là để bẻ cờ ngã mạng, mà tại sao đầu không có sát đất á? Thì vậy là ông trong bụng chắc là có chứa sự nghiệp gì. Thì ngài Pháp Đạt nói là con tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Thì vậy tưởng đâu nói như vậy là coi như giống như là có một cái giống như là tự hào, phải không? Tụng mà được 3000 bộ kinh Pháp Hoa thì quá nhiều, cho nên là trong đó chấp vào cái công đó. Thấy như vậy thì cái người mà bằng mình không phải dễ dàng, cho nên là
Lục Tổ mới quở, nghe là dù cho ông tụng nghe là cả triệu bộ đi nữa nhưng mà không thấy tánh được, cứ chấp vào cái ngã đó thì cũng là thanh bệnh thôi. Cho nên ngài mới nói là có ta thì tội liền sanh, không ta thì mới phước không sánh. Cho nên tu mà không khéo là cái bám vào những cái công phu đó là chấp và thanh ngã mạng thì đó là cái bệnh nó thêm à. Mà cái này là cái dễ mắc kẹt, cho nên ở đây là ngài muốn nhấn mạnh trở lại để cho mình. Cho nên mới nói là Phật là người nhàn, là người rảnh rang, còn cứ lo nghĩa là rong ruổi mà gọi là cầu danh lợi bên ngoài đó thì về sau mà có dùng cái gì, thì đó là một cái mà gọi là đánh thức mình. Nhiều khi rồi mình lâu ngày tu mà không ai nhắc á thì nó cũng dễ mắc kẹt. Rồi là lo cái việc chính thì không nhớ, nhưng mà rồi kẹt ở trên cái danh lợi, lo đuổi theo những cái danh lợi à, quên mất cái bản hoài xuất gia ban đầu của mình à. Ở đây ngài nói rõ, người mà chẳng thấy tánh á, thì tụng kinh à, niệm Phật à, tinh tiến học mãi sáu thời hành đạo, ngồi hoài không nằm à, học rộng mà nghe nhiều thì cho đó là Phật Pháp. Nhưng mà ngài nói đó là người chê bai Phật Pháp à, chấp vào những cái công phu đó để được ngã mạng thì đều là chê bai Phật Pháp hết, tức là không rõ được cái ý của Phật. Sở dĩ mà gọi là niệm Phật tụng kinh á, cái gốc là lời cái gì, phải hiểu được cái ý đó. Tức là niệm Phật tụng kinh á là cũng để cho mình nhiếp tâm thôi. Niệm Phật, cái chuyên vào cái niệm Phật là để mình nhiếp tâm vào cái đó, cũng như tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh là để tâm mình nó chăm chú vào cái đó, để nhiếp tâm vào, dừng những cái gọi là niệm nó lăng xăng chạy bậy, thì đó mới là cái bản ý của Phật. Rồi còn mình cứ bám chấp vào những cái niệm Phật, rồi những tụng kinh đó, lấy đó làm cái công phu, rồi nghĩa là kể công, rồi tính nhiều, rồi nhiều khi là còn gọi là tranh hơn thua với nhau nữa, là niệm nhiều niệm ít, rồi tụng là tụng nhiều tụng ít nữa, có khi á rồi lại còn sao nữa, còn tranh nhau là tụng coi là ai tụng là tiếng hay tiếng dở nữa, không? Rồi người tiếng hay thì mình thấy mình tụng hay, người kia tụng dở thì người kia sanh cái tâm gọi là khinh thường, rồi nghĩa là tự ngã mạn nữa, thì như là đó là thành bệnh rồi. Cho nên đây là nói như vậy thì mà cho cái đó đó gọi là Phật Pháp thì đó chê bai Phật Pháp rồi. Cho nên đó là phải hiểu cái đó để mà không có lầm lẫn. À, tiền Phật hậu Phật chỉ ngôn kiến tánh, chư hạnh vô thường nhược bất kiến tánh, vọng ngôn ngã đắc a nậu bồ đề, thử thị đại tội nhân, thập đại đệ tử a nan đa văn đắc đệ nhất, ư Phật vô thức chỉ học đa văn, nhị thừa ngoại đạo giai vô thức Phật, thức sổ tu chứng đọa tại nhân quả trung, thị chúng sanh nghiệp báo bất miễn sanh tử à, viễn bối Phật ý tức thị bán Phật chúng sanh à, sát khước vô tội lỗi. Nghĩa là Phật trước Phật sau đó chỉ nói thấy tánh, các hạnh là vô thường, nếu chẳng thấy tánh mà nói càng nói bướng ta là được a nậu bồ đề thì người này là người tội lớn. Trong 10 đệ tử lớn của Phật thì ngài A Nan là đa văn bậc nhất, nhưng mà đối với Phật là không có nhận biết, chỉ học nghe nhiều, nhị thừa ngoại đạo đều không nhận biết Phật, chỉ là biết mấy thứ tu chứng rơi ở trong nhân quả, đó là nghiệp báo chúng sanh chẳng khỏi sanh tử, trái xa với ý Phật, tức là chúng sanh chê bai Phật à, giết quách đi cũng không tội lỗi à, nói mạnh, ngài nói đây nói mạnh, những chúng sanh như vậy là giết quách cũng không tội lỗi. Thì như vậy tức là sao? Đây ngài nhấn mạnh nói rõ, Phật trước Phật sau là chỉ nói kiến tánh thôi, thấy tánh thôi, đó là cái gốc. Cho nên các hạnh là vô thường đó, ngài nhấn mạnh trở lại các hạnh là vô thường, tức là sao? Mình thường thường mà đọc nghe đó chư hành vô thường, nhưng mà không biết chư hành là cái gì, phải không? Đó, tất nhiên là mọi thứ có tạo tác ra đều thuộc là pháp hữu vi, đó là điều vô thường hết. Cho nên mình phải nghĩa là nhắc mình phải quên những cái công phu hữu vi đó, những công phu mà tạo tác đó thì mới đến với chân thật được. Cho nên gọi là chư hạnh vô thường á, không? Mọi cái công phu tạo tác hữu vi đều là vô thường hết. Cho nên rồi mấy vấn đề mà nhớ lại trong 33 vị tổ, thì vị tổ mà bà tu ban đầu đó, ngài ban đầu chưa gặp tổ Xà Già Đa thì sao? Ngài tu hành rất là tinh tiến, không? Ngài ăn một bữa rất là khổ hạnh,
đệ tử thì rất là cung kính, nhưng mà tới ngày Tổ Xà Gia Đa ngài đến thì ngài mới hỏi cho đệ tử chứ như là cái vị này tu hành tinh tiến như vậy đó thì có được đắc đạo rồi gì không, thì ngài Xà Đa ngài tu vậy cũng không có được gì hết. Thì các vị đệ tử mới tức giận, nó hỏi sao, thì ngài mới nói nghĩa là cái bài kệ mà dài nói rằng nghĩa là phải tu mà gọi là không có chấp thiện, không có chấp ác rồi đó, không có chấp hai bên rồi đó, quên cái công phu đó thì mới là cái thật. Thì sau đó thì ngài Tổ Xà Đa ngài mới hỏi ta chê như vậy đó, nhưng mà ông có buồn không? Thì tổ ngài bà tu ban đầu đó, ngài nói là con nghĩa là tu cái hạnh gọi là khiêm tốn từ lâu rồi. Em hồi xưa con nhớ nghe là trong cái thời Đức Phật gì mà xa xưa trước đó, thì ở trong cái hội đó là con tu nghĩa là chứng được cái quả thứ hai, sắp mà chứng được cái quả thứ ba rồi, nhưng mà trong lần đó đi vào trong chùa rồi vì không có gọi là chú ý tức là sơ ý đó, để cái gậy ngay mặt cái Đức Phật mà cái hình vẽ trên Phật trên tường đó, để cái gậy dựa vào mặt Phật đó, cho nên nó tổn phước mà vì nghe là sụp xuống đó, không có chứng đạo được. Cho nên từ đó mà con tới nay là con luôn luôn là đối với các vị thiện ý thức, các vị khác là luôn luôn là khiêm tốn chứ không có dám ngã mạn nữa. Thì mới thấy rõ, thấy không? Nghĩa là nhiều khi là chấp vào những cái công phu của mình đó, rồi nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình tu đạt cái lý thôi, những cái hình thức không cần, phải không? Nhưng mà nhiều khi cái ngã mạn ngầm trong đây không hay. Cho nên là dưới cái ngày đó, nghĩa là để cái gậy dựa vào cái mặt Phật mà ở trong tường đó, phải không? Nhưng mà rồi nó tổn phước thì nó gọi là thối thất, đáng lẽ là chứng quả thứ ba mà không chứng được. Trải qua thời gian dài lâu thì sao, thì trong khi đó mình nhiều khi là mình chưa có chứng được cái quả nào đó mà chỉ hiểu được cái lý thôi, mà nhiều khi còn ngã mạn thì cái đó nhiều khi là cái nguy hiểm. Cho nên đây là phải rõ các hạnh đều là vô thường, có những công phu đều hữu vi tạo tác không thật hết, phải sống cái chân thật thì đạt được cái tự tánh chân thật mới là cái gốc. Chứ còn chưa gì mà nói là ta mà được quả này quả kia rồi đó, thì cái đó là cái người bệnh thôi. Hiểu được cái này á thì mới thấy cái câu chuyện mà trong kinh Niết Bàn mới nó có cái ý rất là tế nhị. Tất nhiên là Đức Phật mà khi còn làm Bồ Tát, ngài ham thân nghĩa là mong cầu để mà nghe được những kinh điển đại thừa, không? Nhưng mà trong đó ít có, cho nên là trời Đế Thích mới hiện tướng thành ra Dạ So đó, con Dạ So đó, không? Hiện thành Dạ So đứng ở bên ngoài cái hang động, còn ngài thì lúc đó là vị mà đang tu ở trong cái hang động, thì đứng ngoài hang động mới nói hai câu kệ gọi là chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp đó. Thì khi mà ngài ở trong hang động mà nghe như vậy thì ngài thấy hay quá, mới đi ra xem có ai nói với hai câu đó, thì mới thấy là Dạ So. Thì ngài mới hỏi chứ ngài học được ở đâu mà hai câu kệ hay quá, nhưng mà thường thì bài kệ phải bốn câu đâu có hai câu hả? Xin ngài nói luôn hai câu sau để cho tôi được học. Thì Dạ So mới nói rằng tôi nghe là bị đói nghe là hổm rồi lâu lắm rồi, bữa nay là bụng trống trơn rồi, hết còn sức để mà nói nữa rồi, nói hai câu thôi. Thì ngài nói là như vậy thì ngài ăn cái gì để mà cho khỏe lại, thì tôi xin nghĩa là cúng dường để cho ngài khỏe, ngài nói hai câu tiếp cho tôi học. Thì Dạ So nó tôi thức ăn của tôi thì nó lại đặc biệt nghĩa là chỉ ăn nghĩa là coi như là ăn máu tươi thịt sống vậy thôi. Thì ngài nói như vậy thì ngài mới suy nghĩ, như vậy thì làm sao mà cúng dường như ngài, nếu cúng dường cái đó cháu còn nghe được hai câu sau nữa. Thì ngài mới suy nghĩ thôi cũng được, bây giờ ngài hãy lên chỗ cái tảng cái trên cái gọi là cái bực trên cái cây cao đó, đi dốc núi cao đó, ngài đứng trên đó, không? Còn Dạ So thì đứng ở dưới này, thì trên cái gọi là cái tảng đá kế bên đó, thì nói rằng bây giờ ngài viết hai câu đó vào trong tảng đá đó, còn tôi trên cây cao đó tôi sẽ nhảy xuống buông mình xuống để cho ngài ăn. Thì như vậy thì ngài vừa được cái món ăn, thấy không? Mà tôi cũng học được hai câu kệ đó. Thì Dạ So đó cũng chịu. Thì ngài trên kia ngài mới trên cây mới buông người xuống, thì dưới này Dạ So nó nói hai câu kệ xong rồi thì ngài vừa buông xuống thì
Dạ cho liền hiện lại trời để Thích Kê Tề đỡ ngài lên. Rồi thì mới 8 tháng ngài. Thì thường á, thì người ta đọc thì ít có ai mà thấy được cái ý tại sao mà lại phải, nghĩa là chỉ có hai câu kệ sau thôi mà phải, nghĩa là làm khó khăn như vậy. Thì hai câu sau là gì? Hai câu trước là chư hạnh vô thường, thủy sanh diệt pháp, đúng không? Rồi còn hai câu sau là sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tức là các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, đúng không? Rồi sanh diệt mà diệt rồi á thì tịch diệt là vui. Thì có hai câu đơn giản vậy thôi à, mà bắt phải, nghĩa là phải, nghĩa là gọi là coi như dân mình như vậy. Thì như vậy đó là cái ý sâu ở trong đó. Bởi vì chư hạnh vô thường là sanh diệt pháp, thì đó là muốn sao, là muốn nhắc là mọi cái có tạo tác, có làm ra đều là vô thường, đều là pháp sanh diệt hết. Thì ông phải dám buông cái sanh diệt này, phải không, thì mới nghe được cái tịch diệt kia. Cho nên là phải đợi ông, nghĩa là phải dám buông thanh đó, dám hy sinh cái thanh đó, tức là quên cái sanh diệt này, thì mới nghe được cái sanh diệt, gọi tịch diệt mới di lạc, thấy không? Quên được cái sanh diệt này, quên được cái ngã này, thì mới nghe được cái tịch diệt kia. Cho nên ở đây mới thấy nghe được chư hạnh vô thường đó, phải thấy rõ điều đó, quên cái công phu đó, thì mới là đi sâu được vào trong cái chân thật kia. Cho nên còn bám vào những cái công phu này mà nói ta được đạo, được thế này thứ kia, thì đây ngài đó là người tội lớn thôi. Đây mới dẫn là ngài A Nan là đệ tử lớn trong 10 đệ tử lớn của Phật, là đa văn bậc nhất, nhưng mà không nhận biết Phật. Không nhận biết Phật đây tức là sao? Tức là không có nhận biết là Phật thật đó, học đa văn nhiều đó, cho nên rồi mới bị cái nạn ma đăng già đó. Còn hàng nhị thừa ngoài đạo thì cũng là không nhận biết Phật, tức là không nhận biết Phật thật đó, mà sao, mà chỉ biết là mấy thứ tu chứng nè, tức là mấy cái lớp, mấy cái tầng tu chứng vậy thôi. Cho nên đó là rơi vào trong cái nhân quả, cũng là nghiệp báo của chúng sanh. Nhị thừa ngoài đạo chỉ biết mấy thứ tu chứng thôi, tất nhiên là sao, đó là không thấy được cái gọi là cái Phật thật, là pháp thân chân thật chính mình đó, mà kẹt vào trên những cái thứ lớp tu chứng. Cho nên cái quả này quả kia đó, hoặc là quả tu đà hoàng, hoặc là quả tu đà hàm, a la hàm, thấy không, thì kẹt ở trên những cái quả này quả kia, quả nọ, thì như vậy thì ngài nói như vậy cũng là rơi vào trong cái nhân quả, chưa phải là cái chỗ tột. Bởi vì tự tánh thì nó có quả này quả kia gì không, nó có nghĩa là cấp bậc này cấp bậc kia gì đó. Người ta thấy tư đà hàm, thì giờ khi mà tiếng tư đà hàm, thì tư đà hàm đó là ai, rồi lên cái là a la hàm, a la hàm là ai, rồi a la hán cũng là ai, thì có phải có người nào khác chen vào trong đó không? Cho nên cái đó là chỉ là những cái phương tiện thôi, chứ không phải thật sự có những cái gọi là quả thứ lớp như vậy. Ở đây là muốn cho mình là phải thấy thấu trở lại tự tánh, thì nó vượt qua những cái cấp bậc đó, còn kẹt trên những cấp bậc là còn kẹt trên những cái thứ lớp. Cho nên đây thì ngài nói là đó là trái xa ý Phật, rồi đó cũng là chúng sanh chê bai Phật. Thì ngài nói đây thì nó mạnh là dứt quách đi cũng không tội lỗi. Thì dứt quách là dứt quách cái gì? Cho nên ở chỗ này nhiều khi rồi mà hiểu không kỹ, rồi giảng mà không khéo á, thì khiến người ta dễ hiểu lầm. Dứt quách những cái gì đó luôn hay sao? Phải không? Cho nên giảng cái kiểu đó là khiến cho người ta nghi ngờ, thì càng lầm nữa. Mà dứt quách đây là dứt quách cái gì? Tức là dứt quách cái tâm ham muốn mong cầu bên ngoài đó đó, dứt quách những cái tâm thứ lớp đó đó, thì cũng không tội lỗi. Chứ còn đâu phải như vậy là bảo mình dứt quách những cái bậc mà tu hành như vậy. Thành ra nhiều cái giảng theo chữ nghĩa thì khiến người ta dễ lầm lẫn, người ta nghi ngờ. Ở đây thì ngài mới dẫn thêm nè: kinh văn xiển đề nhân bất sanh tính tâm sát, đây là đúng là sát khước, này sát dục là dứt lộn, sát khước vô tội lỗi, vô tội quá, nhược hữu tính tâm, thử nhân thị Phật, Phật dị nhân, nhược bất kiến tánh, tức bất dụng, thủ thứ, bán tha lương thiện, tự chám vô ích, thiện ác lịch nhiên, nhân quả phân minh, thiên đường địa ngục chỉ tại nhãn tiền, ngu nhân bất tính, hiện đọa hắc ám địa ngục trung, diệt bất giác bất tri,
chỉ duyên nghiệp trọng cố, sở dĩ bất tín, thí như vô mục nhân, bất tín đạo, hữu quang minh, túng hướng y thuyết, diệt bất tín, chỉ duyên manh cố, bằng hà biển đắc, nhật quang, ngu nhân diệt phục như thị, hiện kim đọa súc sanh tạp loại, đảng tại bằng cùng hạ tiện, cầu sanh bất đắc, cầu tử bất đắc, tuy thọ thì khổ, trực vấn trước diệt ngôn, ngã kim phái lạc, bất dị thiên đường, cố tri nhất thiết chúng sanh, sanh xứ vi lạc, diệt bất giác bất tri, như tư ác nhân, chỉ duyên nghiệp, chướng trọng cố, sở dĩ bất năng phát tính tâm giả, bất tự do tha giả, dược kiến tự tâm thị Phật, bất tại thế trừ tu pháp, bạch đi diệt thị Phật, dược bất kiến tánh, thế trừ tu pháp. Đây thì Ngài dẫn thêm, Ngài là kinh nói rằng, người chuyển đề chẳng có sanh tính tâm, thì giết quách đi cũng không tội lỗi. Nếu mà có tính tâm, thì người này là người ở địa vị Phật. Nếu chẳng thấy tánh, thì tức chẳng có nên mà gọi là tùy tiện chê bai điều lương thiện của người, tức là điều tốt lành của người, tự dối mình vô ích, thiện ác rõ ràng, nhân quả rành rẽ, thiên đường địa ngục chỉ ở ngay trước mắt, người ngu chẳng tin, hiện rơi vào trong địa ngục hắc ám, tức là tối tăm đó, cũng chẳng hay chẳng biết, chỉ vì nghiệp nặng, do đó mà chẳng tin. Ví như người mù, tức là người không mắt đó, chẳng tin rằng có ánh sáng, dẫu nói, tức là bảo nói với y, cũng chẳng có tin, chỉ vì mù, thì y cứ vào đâu mà biện rõ được ánh sáng mặt trời. Người ngu cũng lại như thế, hiện nay rơi vào trong tạp loại súc sanh, sanh ở chỗ nghĩa là bần cùng hạ tiện, cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng được, tuy thọ là khổ, mà hỏi đến thì cũng nói là ta nay vui sướng chẳng khác thiên đường. Nên biết tất cả chúng sanh chỗ sanh là vui, cũng chẳng hay chẳng biết. Người ác như trên đây, chỉ vì nghiệp nặng nề, nghiệp chướng nặng nề, do đó chẳng thể phát tính tâm, chẳng có do từ nơi người khác. Nếu thấy tự tâm là Phật thì chẳng có ở nghe là cạo bỏ râu tóc, cư sĩ cũng là Phật, tức là tại gia cũng là Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì cạo bỏ râu tóc cũng là ngoại đạo. Ở đây thì Ngài nói dẫn thêm kinh thêm, nghe là người mà chuyển đề đó, chuyển đề tức là chẳng có đủ lòng tin đó, chẳng có sanh tính tâm đó, thì giết quách đi cũng không tội lỗi, phải không? Nếu mà có tính tâm thì người này chính là người mà ở địa vị Phật. Có tính tâm đó thì chính là người ở địa vị Phật. Đây là cái chỗ mình phải chú ý. Như vậy thì tính tâm đó là tính tâm thế nào mà là người ở địa vị Phật? Đó là tin chắc tâm mình là Phật đó, thì mọi cái đối đãi tin như vậy đó, tin chắc tâm như vậy đó, thì không ai có thể chen vào đó được hết. Thì chính đó là người mà ở địa vị Phật. Tức là sao? Đó là cái nhân địa để thành Phật. Ngài tin chắc tâm mình là Phật, cái tâm chân thật đó, thì đó là cái nhân địa để thành Phật. Cho nên là Kinh Duyên Giác, Phật mới gọi là cái nhân địa tu hành mà ban đầu của các Như Lai đó, là tỏ ngộ tánh Duyên Giác. Lấy cái đó đó làm cái nhân, thì cái đó là cái nhân chân thật. Thì như vậy tức là người mà tin nhận được cái đó, thì tức là người mà đang đi về Phật, có được cái nhân thành Phật. Nghĩa là tin ngay ở trong cái thân tâm vô thường này, tin chắc chắn rõ ràng có cái gọi là cái chân thật bất sanh bất diệt đó, thì cái đó là cái nhân chân thật để thành Phật. Còn bám vào những cái gọi là tướng hữu vi, những cái công phu tạo tác sanh diệt mà lấy cái đó làm cái nhân á, thì đó là đi vào trong cái sanh diệt, hợp với cái quả sanh diệt. Cho nên nếu mà người mà chẳng thấy tánh, thì ở đây Ngài nhắc à, người mà chẳng thấy tánh thì chẳng có nên mà tùy tiện chê bai điều lương thiện của người khác, tự dối mình vô ích. Nghĩa là mình không có thấy tánh, đừng có nghe rồi bắt chước các ngài. Nhiều khi nghe các ngài chê khen cái này cái kia đó, rồi mình cũng chê. Nghĩa là điều lương thiện, tất nhiên là đây là nghe nói là tu hành như vậy thì những cái công phu đó thuộc về công phu, nghĩa là còn hữu vi, còn sinh diệt, thấy không, rơi vào trong nhân quả. Nhưng mà sự thật ở đây là với các ngài đó, các ngài nói được, nhưng mà với mình chưa thấy tánh,
Nhiều khi chê nhưng mà mình đã chưa được những công phu như vậy nữa mà chê ai? À, cho nên chê khen như vậy đó, thành ra cái tâm còn đây kia thì nhân quả khó mà tránh khỏi. Đó là phải khéo, chứ đừng có bắt chước nghe các ngài chê, đừng có bắt chê theo. Cho nên đây ngài nói rõ ràng, thiện ác rõ ràng, nhân quả rành rẽ, thiên đường địa ngục đó, ở ngay trước mắt đây thôi. À, người ngu chẳng tin thì rơi vào trong địa ngục hắc ám, nghĩa là hiện đang rơi vào trong địa ngục hắc ám mà cũng không hay không biết. Bởi vì nghĩa là nghe ta chê rồi mình cũng bắt chước chê theo, nhưng mà sự thật không biết cái chỗ dùng của các ngài. Chê mà tâm mình nó còn đây kia thì nó còn kẹt ở trong nhân quả, gọi là cái khẩu nghiệp đó khó mà qua khỏi. À, cho nên đây nó phải rõ, phải biết nhân quả nó rõ ràng, thiên đường địa ngục ngay trước mắt chứ không phải đâu xa. Đừng có nghĩa là nghe nói là thiên đường địa ngục cũng không thật, rồi cái mặt tình mà chê khen. Nhưng mà chính thiên đường địa ngục là ngay nơi tự tâm của mình chứ không đâu khác. Tự tâm đó mà nó là cái nhân để mà đưa đến thiên đường, cũng là nhân mà đưa đến địa ngục. Cho nên là có vị, coi như cái vị tướng mà đến hỏi thiền sư Nhật Bản đó, hỏi chứ thiên đường địa ngục là có hay không đó, thì ngay đó thì ngài hỏi ông là gì. Ông nói là tôi là cái vị hiệp sĩ, cái tướng. Thì ngài nói cái tướng của ông như vậy mà hiệp sĩ gì, phải không? Đó, thì ông nghe nói kiểu đó là nóng cái tay, cái là cầm đầu gươm lên liền muốn rút ra liền. Thì thiền sư ngài cười ngắt, ngài nói à, đó chính cái đó là cái cửa thiên, cửa địa ngục đó, đâu xa. À, ngay đó là cửa địa ngục rồi. Thì khi mà ông nghe nói như vậy thì ông liền nghĩa là xấu hổ, chợt tỉnh ngộ liền, rút kiếm cúi đầu sám hối. Thì thiền sư ngài cũng cười, ngài nói thì đó, đó ngay đó là cửa thiên đường đó. Thì rõ ràng như vậy thôi, nghĩa là ngay cái tâm mình đó, vừa nóng giận mà muốn rút kiếm lên rồi thì đó là mở cửa địa ngục liền, cái gì nữa. À, mà ngay đó mà tỉnh trở lại thì đó là mở cửa thiên đường. Tại nơi thiên đường địa ngục là ngay nơi tâm chứ không phải là đâu khác. Mình cứ tưởng đâu là chỗ nào khác xa, cho nên ở đây ngài nói thiên đường địa ngục ngay trước mắt thôi. Do đó mà người tu cần phải cho thấu suốt cái lẽ nhân quả một cách rành rẽ chứ có lờ mờ. Đó là cái nguy hiểm, nghĩa là mình chưa có sáng thì phải chân thật với lòng mình để mà thưa hỏi, thấp mình xuống, hỏi cho ra cho thấu, chứ còn chứ có cái kiêu mạn. Đừng có nghĩ rằng mình nghĩa là học hiểu được số rồi, bây giờ mà đi hỏi thì mắc cỡ quá. Hoặc là mình là thuộc về gọi là thầy lâu năm rồi mà bây giờ mà còn đi học hỏi nữa thì còn mặt mũi nào ngó với mấy người mới tu, phải không? Như vậy tức là cái ngã còn to, phải không? Mà cái ngã còn to thì có đáng là gọi là hiểu đạo lý sâu không? Cho nên dù cho nói rằng hiểu đạo lý sâu hay là ngộ đạo cách mấy đi nữa mà cái ngã còn to quá thì coi chừng phải xét lại. Còn kiêu mạn quá là phải xét lại. Mà nhất là ở đây là phải người mà gọi là hiểu đạo lý sâu á, là phải thấu suốt nhân quả cách rành rẽ, chứ còn không thể lờ mờ được. Còn lờ mờ nhân quả thì chưa. Cho nên chỗ này là phải cẩn thận, nhất là tu thiền. Nhưng mấy vấn đề nhớ kể lại, ngài Sơ Sơn á, Sơ Sơn với ngài Hướng Sơn á, thì Sơ Sơn là coi như với cái vai á, cái vai là đáng sư chú của ngài Hướng Sơn nữa, phải không? Nhưng mà hỏi một câu á mà đáp mà là không có nghĩa là rõ ràng á, thì ngài Hướng Sơn ngài vỡ một câu á thì sao? Bị tiêu ngược 30 năm. Ngài Hướng Sơn ngài vỡ đó, nghĩa là ông mà nói như vậy đó là sẽ 30 năm tiêu ngược. Thì ngài vỡ câu vậy thôi, mà sau đó nghĩa là coi như 30 năm là mỗi lần ăn cơm. Thì như vậy nhân quả không phải là chuyện chơi, nhất là những vị mà gọi là có đạo đức lớn thì mình phải cẩn thận nữa, chứ đừng có rồi mà hiểu được chút đạo lý rồi cái khinh thường ngã mạn đó thì cái đó nguy hiểm. Cho nên ở đây người tu thiền phải cẩn thận điều đó. Mà hiện nay thì người tu thiền dễ mắc kẹt cái bệnh gọi là xem thường nhân quả, bởi vì nghe nói là cái gì cũng không hết, phải không? Tội tánh vốn không mà, đó. Cho nên như vậy, nhưng mà đó là chỉ nói cái lý thôi, chỉ chấp vào cái lý không đó, rồi cái đề khinh mạng người này, khinh mạng người kia, nghe là bất kể người trên, xem thường kẻ dưới vậy, thì coi như là chỉ có ta trên hết, không? Nghe thấy coi giống như có ta là trên hết thôi, đó. Thì như vậy
khi mà cái phước nó hết á, thì cái quả nó tới trở tay không kịp. Đó là cái phải cẩn thận. Cho nên ở đây Ngài nói là nhân quả rõ ràng rành rẽ, nhưng mà cái người ngu đó chẳng có tin, cho nên rơi vào, hiện đang rơi vào trong địa ngục hắc ám mà không hay không biết, tưởng đâu như vậy là mình hay. À, cho nên đó là phải cẩn thận. Thì đây Ngài mới ví dụ như là cái người không mắt mà nói rằng có ánh sáng mặt trời thì không tin được, nhưng mà sự thật á, thì tại giờ không mắt thôi. À, cho nên ở đây là phải cho thấu suốt nhân quả nó rành rẽ rõ ràng, chứ còn không có lờ mờ được. Rồi cái đoạn kế Ngài mới dẫn nè, hiện nay á, rơi vào ở trong cái tạp loại súc sanh, sanh ở trong cái chỗ bần cùng hạ tiện, cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng được. Tuy thọ là khổ, thọ tức nghĩa là có thân đó, nhận có thân này là khổ rồi, nhưng mà hỏi đến thì cũng nói là ta vui sướng, chẳng các thiên đường. Đó là để nói lên, ở đây Ngài nói rằng hiện nay mà rơi vào ở trong cái tạp loại súc sanh, sanh ở chỗ bần cùng hạ tiện, thì mình cứ tưởng đâu là rơi vào trong loại này được kia, nhưng mà sự thật á, thì có khi á, mình cũng đang rơi vào ở trong những cái tạp loại súc sanh đó cũng không hay, rơi vào trong những cái chỗ bần cùng hạ tiện đó cũng không hay. Nghĩa là ở trong tâm niệm của mình đó, có khi cái tâm niệm nó thì nó thánh thiện giống như trên trời, nhưng mà có lúc á, thì nó cũng rơi vào trong những cái tâm mà súc sanh đó, đâu có ngờ được, không? Cho nên phải biết được cái chỗ đó. Người vào ở trong cái chỗ mà gọi là cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng được, nhưng mà rồi cái hỏi đến á, thì cũng nói là ta là vui sướng. Đó là chấp vào cái ngã này, nghĩa là sanh vào đâu á thì bám vào cái ngã đó. Cho nên đây mới thấy cái mê của chúng sanh, sanh vào cái chỗ nào là bám vào cái ngã đó, không dám bỏ. Có cái thân này thì bám vào cái ngã này, dù là cái thân xấu tốt gì cũng vậy hết, xấu cũng bám vào nó. Cho nên mấy mình đại mới thấy con cá nó ở trong cái hầm phân mà nó cũng sao, con cá được nuôi trong cái hầm phân đó mà nó cũng vui vẻ, nó cũng giành giật món ăn với nhau, phải không? À, thấy cũng vui vẻ, à, còn tranh lo tranh giành nữa. Nhưng mà mình thấy như vậy thì mình thấy nghĩa là nó tức cười, nhưng mà sự thật nhìn lại mình á thì nó cũng không khác gì lắm. Cho nên nếu mà với cái nhìn mà của mấy ông trời ở trên trời nhìn xuống mình á thì sao, thì thấy cái cõi này thì cũng là nhơ nhóp thế này kia, nhưng mà sao nó trong đây nó cũng lo, cũng giành giật với nhau, nhiều khi nó còn tranh từ tiếng, từ lời ăn tiếng nói nữa, phải không? Nhưng mà mấy ông trời kia nhìn xuống, bởi vậy cho nên mới thường trong kinh nói là mấy ông trời mà ít có dám mà gần xuống nhân gian này lắm. Thấy nó nhơ nhóp như này. Nhưng mà mình ở trong đây thì cũng thấy nghĩa là vui sướng đó. Rồi đây một đoạn thêm nữa, nên biết tất cả chúng sanh á, chỗ sanh là vui, nhưng mà cũng chẳng hay chẳng biết. Nghĩa là sao? Nghĩa là sanh ra đó là vui thôi, ai cũng thích sanh hết, phải không? Cho nên là luôn luôn là tìm cái sanh, tìm sanh mãi, mà tìm luôn luôn là tìm cái sanh, cho nên là mất cái chỗ này thì tìm sanh ở chỗ khác. Do đó mà luôn luôn đi trong cái sanh tử, bởi vì có sanh thì tất nhiên phải có tử, mà ai cũng vậy thì thích sanh thôi, cho nên mất cái chỗ sanh này thì phải tìm chỗ sanh khác. Đó. Do đó mà gọi là mê mờ không hay không biết. Đó. Nghĩa là chỉ sống ở trong cái gọi là cái ảo tưởng mà không hay. Cho nên gọi là đây gọi là người ác, người xấu, người ác, người dữ như thế đó, thì chỉ vì cái nghiệp trướng nó nặng nề, cho nên là không có thể mà phát sanh cái tính tâm, chứ không phải là do tự ai khác. Nghĩa là do tự mình mê thôi, chứ không phải ai mà ngăn mình, không cho mình ngộ. Đó. Như vậy thì tự mình mê thì mình cũng tự mình có quyền ngộ, chứ không phải là ai ngăn. Đó. Như vậy cũng không ai ngăn, không cho mình tin. Cho nên đó là một cái điều mà nhấn mạnh lại cho mình phải khéo để mà soi trở lại, xác định cái niềm tin cho nó rõ ràng. Đó. Nếu mà thấy tự tâm là Phật á, thì chẳng có ở cạo tóc, cạo bỏ râu tóc, cư sĩ tại gia cũng là Phật. Còn nếu chẳng thấy tánh á, thì cạo bỏ râu tóc cũng là ngoại đạo. Thì cái chỗ này nói chỗ này thì nó hơi mạnh, thấy không? Nhưng mà sự thật ở đây á, nghĩa là muốn nói rằng Phật á, đây là muốn chỉ Phật là Phật tự tánh á, thấy không? Thì ông Phật đó là đâu có gọi là đâu có tóc, đâu có cạo, thấy không? Mà có cái hình thức tại gia, xuất gia gì, có ngu có trí gì, nên phải thấy được cái chỗ chân thật đó, thấy không?
chứ còn dù mang hình thức xuất gia không, mà cũng là cái người mà gọi là chạy đang hướng ra bên ngoài, tìm cầu bên ngoài, thì ở đây ngài nói cũng là ngoại đạo là như vậy đó, xuất gia nhưng mà cũng lo chạy hướng ra bên ngoài, thì như vậy cũng là ngoại đạo thôi. Thì ngoại đạo là như vậy đó. Thì như vậy ở đây mà mình đã mang cái tiếng là xuất gia rồi, nhưng mà ai tránh khỏi được cái điều đó? Cho nên đó là cái điều mà ngài muốn nhấn mạnh lại, để cho mọi người phải một cách thật thà xét lại chính mình xem, chứ cần đừng có vì cái tự ái, vì cái ngã mạn đó rồi mình lơ là, lờ qua, thì đó gọi là cái tự dối mình vô ích đó. Mà nhất là cái người mà gọi là người xuất gia, là người đi tìm chân lý, mà tìm chân lý thì phải chân thật với chính mình, chứ còn không chân thật với chính mình tất nhiên là còn có cái chỗ để mà hổ thẹn. Cho nên ở chỗ này, cái đoạn cuối này đó giống cũng như là một cái roi, cái roi để mà quất mạnh vào những người xuất gia đó. Xuất gia mà không có sáng tỏ được cái chỗ này, không thấy được chỗ này, không? Thì so với cái người cư sĩ, người tại gia thì có hơn cái gì? Cho nên đó là cái để cho mình phải nghe là thức tỉnh mạnh mẽ trở lại. Xuất gia mà không đạt được cái việc xuất gia thì so với người cư sĩ thì sao đây? Đó là cái để mọi người phải tự kiểm lại, rồi đánh thức mình để mà vươn lên. Đó, thì như vậy đó, thì hôm nay là mình học tới đây. Chuyện đem công đức này hướng về khắp chúng sanh.